Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chiều 26 tháng 3, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Năng lượng mới Hainan Render, Trung Quốc đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2. Tại lễ ký kết, ông Châu Tiểu Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Năng lượng mới Hainan Render cho biết, hiện nay, sản phẩm và công nghệ của công ty dẫn đầu thế giới về sản xuất tế bào quang điện. Qua quá trình khảo sát đầu tư tại các nước khu vực Đông Nam Á, công ty đã lựa chọn đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, thuộc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An. Ông Châu Tiểu Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Năng lượng mới Hainan Render giới thiệu khái quát về dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, sản xuất tế bào quang điện Solar Cell Base 14GW vào khu công nghiệp Hoàng Mai 2, thuộc khu kinh tế Đông Nam với quy mô sử dụng đất 50 ha, phân 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến sử dụng đất 30 ha, với tổng mức đầu tư 450 triệu USD, hơn 11.000 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng điện 70 MVA. Dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động giai đoạn 1 vào quý 4 năm 2024. Dự án được đầu tư có công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Bên cạnh đó, sẽ có các nhà đầu tư cùng hệ sinh thái đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, như vậy sẽ mở rộng cơ hội đầu tư, cũng là cơ hội để phát triển kinh tế, xã hội và tăng việc làm cho lao động địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An bày tỏ vui mừng được tham dự chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc thuê lại đất tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2 giữa Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Năng lượng mới Hainan Render để thực hiện dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao. Tỉnh Nghệ An đánh giá cao Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Năng lượng mới Hainan Render thực hiện dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, qua đó sẽ giúp tỉnh Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng năng lượng sang năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng mới và góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như Việt Nam đã cam kết. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, các sở, ngành, thị xã Hoàng Mai phối hợp để chuẩn bị hạ tầng phục vụ nhà đầu tư. Tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các ưu đãi về công nghệ cao cho dự án và thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam về bù đắp thuế tối thiểu toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.